tây mục áp ra nơi pra sa tập rùm đài rõ bê trú tiếng tiếng cứ đòi xa cà ta thòm chiệt mần mên đòi xa miên nẹ lùi đạp lòi. Anh nhà thơ chiệt áp ra tam ra dẹn này dụ cơ than chấm niên cùng bất tây mục áp ra đài rõ bê chênh pi rụp riêng làng bình nơi bê là ca sát thiết âm nói Paul chê ruộm nơi bê đài ti tăng thmo đài rõ bê nú xuất lò bình ní bà tam anh nhà thơ chiệt bà ca ca bì thang ngay ti đập bì khai tàu la chân nam bì bòn mà phê bì lúc xong bùn thươn anu bà thiên phê nạ nghe tích cho bà chăm bà sa tập rũm bàn rì ca thả tây mục áp ra đài bạc nú bò miên nẹ nà đập rư lùi dọc nú tê lúc rùm lực thả cao bì bực thay tì xám sắp khai cả nhà chân nam bì bòn mà phê bì phê nạ nghe tích cho bàm bà tè khơi tây mục áp ra đài bà miên tì tăng nơi chất đàm trang đài tích cho chất đất rụp hiếp đòi xa miên rư chơ thông tông lơ rung tống bà sát nụ rô bà chanh bì tì tăng đàm nâng bàn rì ca tờ phê nạch bẹ bốn bì xe phê nạch áp phê rẹ đàm bay một bì nật anu bà thiên phê nạ nghe tích cho đài bà chăm ca đòi bà tôl nơi bà sát ta prom rum lắc tê tha cào nhẹ chấm niên trục bình đất ruồi khơi tha rùa riêng khang lơ cứ bàn trục lẽ đòi xa ayukal nâng thò mà chiết bom men chia sa cam mà phep rọ bò manu lùi đạp lòi lúc này Ned Simon mình trai bị chạy cái tê này nay du cát than áp phe rẽ prasad nâng boran bị chia này à nhà thò chiết áp sra đại bà chăm ca nơi prasad ta prom lược lang tha lúc này bàn tờ tuôn bò rầm miên pi cả đàn này khang lơ pi cầm ព្រះងារទេសចរនឹងបានចុះទៅពិនិត្យជាមួយផ្នែកពពន់ដូចជានគរបាលបតីកភ័ណ្ឌជាដើមហើយតាមការវាយតម្លៃទីមុខអប្សរានោះគឺរបេះដោយខ្លួនឯងដោយមានស្នាមប្រេះយូរហើយតែគេមើលមិនឃើញលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាតាមការអង្កេតផ្ទៃថ្មដែលជាប់ជញ្ជាំងគឺមានកូនឫសឈើដើមត្រាងចាក់ចូលហើយមានស្នាមប្រេះស្រាប់ផងនោះទើបឫសឈើវាបានតួតរូបមុខអប្សរានោះឲ្យជ្រុះធ្លាក់យ៉ាងណាលោកស្រី Ned Simon បញ្ជាក់ថាជាសំណាងល្អផ្ទាំងមុខអប្សរាបានជ្រុះទៅលើឫសឈើមិនដូច្នេះទេអាចឲ្យបែកដោយងាយមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្នផ្ទៃមុខដែលជ្រុះនោះត្រូវបានរក្សាទុកនៅទីមានសុវត្ថិភាពនិងរងចាំពេលវេលាអំណោយផលអាកាសធាតុល្អឡើងវិញនោះក្រុមការងារភាគីឥណ្ឌាដែលសហការជួសជុលប្រាសាទតាព្រំនឹងយកមកបတ်ឡើងវិញសិប្បកម្មសាប៊ូសិថៃធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ